Công ty Space Solution Vina xin kính chào tất cả các bạn. Ở trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn các tính năng mới cho Nginx 1.8.7.2 so với các bản Nginx trước đó. Ở bài hôm nay, chúng ta sẽ đi vào phần cải tiến trong phần expression cho Nginx 1.8.7.2. Như các bạn đã biết, với Nginx 1.8.7.2 có rất nhiều các điểm mới, các điểm tân tiến làm sao để cho người vẽ có thể sử dụng tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn các cái công cụ của mình. Với NX 1.8.7.2, các bạn có thể tính được cái chiều dài của arc len không cần thông qua các công thức chi tiết mà NX nó tự hiểu. Nó tự chuyển đổi công cụ từ radian sang mm với cụ thể như sau. Các bạn bấm vào expression. Ctrl này. Như các bạn có thể thấy trên màn hình, tôi đã tạo ra một góc angle này với đơn vị là độ. Các bạn nhớ để là độ. Thứ hai đó là radius. Bây giờ công thức làm sao để tính được cái chiều dài của cái cung tròn arc len này. Như các bạn đã biết, tính chiều dài cung tròn thì chúng ta sẽ có công thức là arc len bằng 2 pi r phi nhân 360 độ, đúng không ạ? Đó. Nhưng các bạn có để ý với NX 1.8.7.2 thì nó sẽ tự động chuyển đổi radian từ độ để hiện cho ta cái chiều dài arc len này. Nhưng trong trường hợp này chúng ta chỉ cần lấy đơn giản, chúng ta chỉ cần lấy angle nhân với radius. Các bạn thấy nhé. Angle này nhân với radius. Đó, nhìn thấy không? Nó sẽ ra luôn cái arc len là 52,3598. Ra có thể kiểm tra lại bằng máy tính đây ạ. Để tính chiều dài của cung tròn với đường kính 60 và góc 100 độ thì chúng ta sẽ tính theo công thức như tôi vừa show, 2 pi r nhân với góc chia cho 360. Cụ thể 2 nhân với pi này. Đó. Nhân với R là bằng 30. Nhân tiếp với góc của ta lên 100 này. Rồi chúng ta chia cho 360 độ này. Đó. Phải kết quả trùng khớp với phần tính không ạ? Đó. Với NX 1.8.7.2 họ sẽ hệ thống sẽ tự động chuyển đổi cho ta từ đơn vị độ phù hợp với radian. Radian như các bạn biết là 180 độ chia cho pi ấy, đúng không ạ? 180 này. Chia cho pi này. Đó, đây chính là radian này, nó sẽ tự động chuyển đổi cho chúng ta. Như các bạn biết với NX 12 thì không có chức năng đó, đúng không? Tôi đã chọn. Rồi, các bạn bấm nhé. Arc len này. Đó, ví dụ các bạn gõ angle này. Sao này. Sao với cả radius này. Đó. Trong trường này nó sẽ ra bằng 100 nhân với 300, nó sẽ tự hiểu. Nó không convert chúng ta từ độ sang mm cả. Đúng không ạ? Bấm Enter. Đó, nhìn thấy 300 chưa? 3000 chưa? Đó, nó sẽ kết quả của 30 nhân với 100. Trong trường hợp này chúng ta muốn tính cái arc len ở NX 12 thì chúng ta phải bắt đầu gõ đúng theo công thức. Đó chính là angle nhân radius này. Đó, nó sẽ gõ này. 2 PR này, 2 nhân với cả pi này. Pi nhân với radius này, 2 PR này. Ừ, tiếp theo đúng không? Chúng ta sẽ nhân với cả góc. Ở đây là góc bao nhiêu độ?
là góc 100 độ sao angle, đúng không? Tiếp theo là chia cho 360. Đó, kết quả nó bằng 52,3. Chúng ta bắt buộc phải gõ theo công thức như này. Còn với NX 1872 chúng ta chỉ đơn giản chỉ cần angle nhân radius, nó sẽ tự động convert chúng ta sang đại diện đơn vị là radian để tính cùng đơn vị, đúng không ạ? Video của chúng tôi ngày hôm nay xin hết ở đây. Cảm ơn các bạn. Các bạn có thể theo dõi các video sau để đón xem những cái phần mới, những cái phần cải tiến mà chúng tôi cập nhật NX 1872 so với NX nhỏ hơn, NX đằng sau nó.